rất bất bình về thuế xe điện, Trung Quốc kiện EU ra WTO. Trong thông báo vừa phát đi, Trung Quốc cho biết vào ngày 9 tháng 8 đã đệ đơn kiện Liên minh châu Âu lên Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO. Sau khi khối 27 thành viên thông báo áp đặt mức thuế mới đối với xe điện nhập khẩu từ nền kinh tế lớn nhất châu Á. Tháng trước, EU đã áp dụng mức thuế từ 17,4% đến 37,6% đối với xe điện nhập khẩu từ Trung Quốc ngoài mức thuế hiện hành là 10%, với lý do Bắc Kinh hỗ trợ không công bằng cho các nhà sản xuất ô tô điện của nước này. Việc Bộ Thương mại Trung Quốc khiếu nại lên WTO là để bảo vệ quyền phát triển và lợi ích của ngành công nghiệp xe điện và hợp tác trong quá trình chuyển đổi xanh trên toàn cầu. Trung Quốc lập luận rằng các cáo buộc từ EU về xe điện nhập khẩu từ Bắc Kinh thiếu cơ sở thực tế và pháp lý, đồng thời vi phạm nghiêm trọng các quy tắc của WTO và làm suy yếu sự hợp tác toàn cầu về biến đổi khí hậu. Bộ Thương mại Trung Quốc bày tỏ rất bất bình về kế hoạch của EU áp mức thuế bổ sung đối với xe điện từ Trung Quốc, kêu gọi EU ngay lập tức sửa chữa những hành vi sai lầm của mình và cùng nhau duy trì sự ổn định của hợp tác kinh tế và thương mại Trung Quốc-EU, cũng như chuỗi cung ứng và công nghiệp xe điện. Bộ Thương mại Trung Quốc cũng khẳng định sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của nước này. Việc EU áp dụng thuế quan vào đầu tháng 7 diễn ra sau cuộc điều tra do Ủy ban châu Âu tiến hành vào năm ngoái. Trước đó, EU nhận được khiếu nại rằng các chính sách trợ cấp của chính phủ Trung Quốc cho phép các nhà sản xuất xe điện của quốc gia Đông Á có thể bán sản phẩm với giá thấp hơn nhiều so với xe điện được sản xuất trong châu Âu. Dựa trên kết quả điều tra, Ủy ban kết luận rằng Trung Quốc hỗ trợ không công bằng với các nhà sản xuất của họ, gây ra mối đe dọa kinh tế với các nhà sản xuất xe ở EU. Quyết định chính thức về thuế quan sẽ được đưa ra vào tháng 11. Bộ Thương mại Trung Quốc đã cảnh báo rằng EU có thể gây ra một cuộc chiến thương mại nếu tiếp tục leo thang căng thẳng. Bắc Kinh cũng cáo buộc khối này có hành vi không công bằng trong cuộc điều tra chống trợ cấp và phản ứng bằng cách mở cuộc điều tra chống bán phá giá liên quan đến một số sản phẩm thịt lợn từ EU. Hiện EU là thị trường nước ngoài lớn nhất đối với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc. Động thái của EU diễn ra sau khi Mỹ tăng thuế đối với xe điện Trung Quốc từ 25% lên 100% vào tháng 5. Mexico hạ lãi suất lần thứ 2 trong năm, bất chấp tình trạng lạm phát gia tăng. Ngân hàng Trung ương Mexico ngày 9 tháng 8 thông báo cắt giảm lãi suất 25 điểm phần trăm từ 11% xuống còn 10,75%. Bất chấp tình trạng lạm phát gia tăng liên tiếp trong 5 tháng qua, đặc biệt đã chạm mức 5,57% trong tháng 7 vừa qua. Đây là lần thứ hai Ngân hàng Trung ương Mexico đưa ra quyết định hạ lãi suất trong năm nay sau lần cắt giảm 25 điểm cơ bản hôm 30 tháng 3. Tuy nhiên, theo Viện Thống kê và Địa lý Quốc gia Mexico, tỷ lệ lạm phát của nền kinh tế lớn thứ hai Mỹ Latin đã tăng lên 5,57% trong tháng 7 năm 2024, đánh dấu 5 tháng tăng liên tiếp và chạm mức cao nhất trong 14 tháng qua. Mức tăng này vượt qua mọi tính toán của các chuyên gia do chịu ảnh hưởng chủ yếu từ tình trạng tăng giá của thực phẩm và các mặt hàng thiết yếu. Theo tính toán của Ngân hàng Trung ương Mexico, tỷ lệ lạm phát có thể duy trì đà tăng vào cuối năm nay, song vẫn nằm trong biên độ cho phép để thực hiện việc điều chỉnh lãi suất cơ bản. Tổ chức tài chính này cũng nâng dự báo lạm phát trung bình của Mexico trong 3 tháng cuối năm 2024 từ 4% đưa ra trước đó lên 4,4%, đồng thời giữ nguyên mức dự báo 3% cho năm 2025. Ngoài ra, Ngân hàng Trung ương Mexico đề cập tình trạng giảm tốc tăng trưởng kinh tế của Mexico trong quý 2 vừa qua, cũng như các tác động của thị trường thế giới đến nền kinh tế này. Ngay sau khi Mexico đưa ra thông báo trên, đồng nội tệ peso đã giảm đà tăng trong những ngày gần đây và giao dịch ở mức 18,94 peso đổi 1 đô la Mỹ. Đánh giá việc cắt giảm lãi suất lần này của Banxico, các chuyên gia phân tích của ngân hàng Citibanamex nhận định đây là quyết định đúng đắn dựa trên triển vọng tăng trưởng về kinh tế vĩ mô. Trong khi đó, nhiều chuyên gia kinh tế khác không đồng tình với quyết định hạ lãi suất cơ bản, cho rằng tình trạng lạm phát tại Mexico vẫn có xu hướng tăng, do đó sẽ gây áp lực lên tỷ giá hối đoái, khiến chi phí hoạt động kinh doanh tăng cao. Ngoài ra, tác động tiêu cực từ tình trạng biến đổi khí hậu và các xung đột địa chính trị trên thế giới cũng sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến nền kinh tế Mexico. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu hàng hóa hàng đầu của Hàn Quốc. Theo hãng tin Yonhap, nhu cầu chip tăng mạnh trong 7 tháng đầu năm khiến Trung Quốc trở thành thị trường xuất khẩu hàng đầu cho các sản phẩm của Hàn Quốc. Số liệu do Bộ Thương mại Hàn Quốc công bố ngày 4 tháng 8 cho thấy kim ngạch xuất khẩu của nước này sang Trung Quốc trong tháng 7 tăng 14,9% so với cùng kỳ năm ngoái lên 11,4 tỷ đô la Mỹ, đánh dấu mức xuất khẩu theo tháng cao nhất trong gần 2 năm kể từ tháng 10 năm 2022. Nhờ sự gia tăng đáng kể này,
Trung Quốc đã giành lại vị trí là thị trường nhập khẩu hàng hóa hàng đầu của Hàn Quốc dựa trên dữ liệu từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay. Trong giai đoạn này, tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc đạt 74,8 tỷ đô la Mỹ, vượt qua mức xuất khẩu 74,5 tỷ đô la Mỹ sang Mỹ. Trung Quốc từ lâu đã là thị trường nhập khẩu hàng hóa lớn nhất của Hàn Quốc trước khi Mỹ tiếp quản vị trí này vào quý 2 năm 2023. Xu hướng dịch chuyển trở lại này phần lớn là do gia tăng xuất khẩu chip của Hàn Quốc sang nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Trong 25 ngày đầu tiên của tháng 7, xuất khẩu thiết bị bán dẫn sang Trung Quốc tăng 25,9% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa mức tăng 10,4% tổng kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc sang Trung Quốc trong cùng kỳ. OPEC vất vả đối phó việc Nga tăng sản lượng bất chấp cam kết cắt giảm. Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ và đồng minh, viết tắt là OPEC cộng, có kế hoạch tạm thời bắt đầu nới lỏng một phần các biện pháp cắt giảm tự nguyện trong quý 4 năm nay, nếu điều kiện thị trường cho phép. Việc sản xuất quá mức của một số thành viên OPEC, đáng chú ý nhất gồm Iraq, Kazakhstan và Nga là một vấn đề đối với tổ chức này. Hãng thông tấn Nga Interfax dẫn lời Phó Thủ tướng Alexander Novak rằng Nga và OPEC không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Chúng tôi có mục tiêu chung là đảm bảo thị trường cân bằng và tuân thủ các thỏa thuận. Phó Thủ tướng Novak đồng thời nói thêm rằng Nga đang liên lạc thường xuyên với các bộ trưởng của các nhà sản xuất OPEC khác. Trước đó, ngày 24 tháng 7, Ban thư ký OPEC cho biết đã nhận được kế hoạch cắt giảm sản lượng của Iraq, Kazakhstan và Nga để bù cho khối lượng sản xuất vượt mức của các nước này trong 6 tháng đầu năm 2024. OPEC lưu ý, tổng sản lượng dư thừa trong 6 tháng này là khoảng 1,184 triệu thùng mỗi ngày đối với Iraq, 620.000 thùng mỗi ngày đối với Kazakhstan và 480.000 thùng mỗi ngày đối với Nga. Nga dự kiến sẽ cắt giảm sản lượng để bù đắp cho số dầu đã sản xuất vượt mức từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2025. Bộ Năng lượng Nga khẳng định vẫn cam kết hoàn toàn với thỏa thuận OPEC. Nga cam kết sẽ tuân thủ đầy đủ hạn ngạch vào tháng 7 và bù đắp lượng sản xuất dầu dư thừa vào tháng 10 và tháng 11 năm 2024, cũng như trong giai đoạn từ tháng 3 đến tháng 9 năm 2025, theo kế hoạch mà nước này đã đệ trình lên OPEC. Nền kinh tế Đức đối diện rủi ro lớn. Tình trạng thiếu lao động lành nghề được coi là một trong những rủi ro kinh tế lớn nhất ở nước Đức và khiến các doanh nghiệp nước này hết sức lo ngại. Giải quyết nhanh chóng tình trạng này đang là một trong những yêu cầu cấp bách của nền kinh tế đầu tàu châu Âu hiện nay. Thông tin từ hãng thông tấn DPA của Đức cho biết để giải quyết tình trạng thiếu lao động, các hiệp hội doanh nghiệp hàng đầu ở Đức tin rằng nước này cần phải hình thành văn hóa chào đón lao động từ nước ngoài. Trong thực tế, nước Đức đang bị tụt lại phía sau trong thu hút lao động quốc tế. Việc cung cấp thẻ cơ hội nhằm giúp lao động từ nước ngoài có cơ hội dễ dàng hơn trong việc đến Đức tìm kiếm việc làm trong thời gian một năm. Tuy nhiên, để được cấp thẻ cơ hội, các ứng viên cần đáp ứng quá nhiều yêu cầu. Hiệp hội các phòng công nghiệp và thương mại Đức nhận định rằng lựa chọn này khó có thể giúp thu hút thêm nhiều lao động lành nghề từ nước ngoài đến với nước Đức. Đồng quan điểm trên, Hiệp hội Công nghiệp Đức BDI cũng cho rằng cần phải cải thiện việc thực thi luật nhập cư lao động lành nghề. Nhiệm vụ đầu tiên là của các đại sứ quán và tổng lãnh sự quán Đức tại các quốc gia khác. Mọi người đều biết khẩu hiệu của nước Mỹ là chúng tôi mong muốn bạn. Đó cũng cần phải là cách nước Đức suy nghĩ và hành động. Văn hóa chào đón phải được mở rộng đến tất cả các cơ quan quản lý nhập cư ở Đức. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechinghkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!